Cô chào các em học sinh lớp 6. Ở bài học trước, các em đã được học về thông tin, vật mang tin, cách thu nhận và xử lý thông tin. Vậy con người lưu trữ và trao đổi thông tin như thế nào? Các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng. Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin. Mục tiêu của bài học là các em biết được thế nào là lưu trữ và trao đổi thông tin. Biết được dữ liệu là gì? Nêu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin. Biết được tầm quan trọng của thông tin và trao đổi thông tin trong cuộc sống. Các em cùng tìm hiểu hoạt động 1: Lưu trữ thông tin. Cô có câu hỏi như sau: Xác định vật mang tin trong các hoạt động sau. Cô có hai cột, một cột là hoạt động, một cột là vật mang tin. Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết vật mang tin trong các hoạt động đó là gì. Ở hoạt động 1, em nghe cô giảng bài và ghi lại vào trang vở, thì vật mang tin ở đây là trang vở. Hoạt động 2, phóng viên bật máy ghi âm khi phỏng vấn, thì vật mang tin là máy ghi âm. Hoạt động 3, cảnh sát điều tra qua hình vẽ chụp ảnh hiện trường vụ tai nạn. Vật mang tin ở đây là hình vẽ ảnh hiện trường. Và các hoạt động trên người ta gọi là hoạt động lưu trữ thông tin. Vậy lưu trữ thông tin là gì? Là hoạt động đưa thông tin vào vật mang tin. Dòng chữ trong vở gọi là dữ liệu. Điều em biết khi đọc dòng chữ đó thì gọi là thông tin. Vậy dữ liệu là gì? Là tên gọi chung của thông tin được chứa trong vật mang tin. Có 3 dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh. Và để hiểu rõ hơn về dữ liệu và thông tin, các em quan sát ví dụ sau. Cô có 2 cột, một cột là dữ liệu, một cột là thông tin. Các em hãy suy nghĩ từ dữ liệu đó cho các em những thông tin gì? Các em cùng suy nghĩ trả lời. Từ dữ liệu 1, hình ảnh chữ viết trên hộp sữa thì sẽ cho chúng ta thông tin về thành phần, về giá trị dinh dưỡng, hạn sản xuất trên hộp sữa đó. Dữ liệu 2, tiếng hát bài Em yêu trường em. Thì khi các em nghe bài tiếng hát Em yêu trường em thì các em sẽ hiểu được cái nội dung và cảm nhận được tình cảm của em dành cho bài hát. Dữ liệu 3, chữ viết hình ảnh trong sách giáo khoa. Thì khi các em đọc và học thì các em sẽ có được các kiến thức sau khi học xong bài đã học. Vậy với cùng một dữ liệu thì do hiểu biết của mỗi người là khác nhau nên cách xử lý thông tin cũng khác nhau. Vậy thì con người trao đổi thông tin như thế nào? Các em cùng tìm hiểu phần 2 nhỏ: trao đổi thông tin. Cô có 2 tình huống như sau. Tình huống 1, bạn gửi em tin nhắn qua điện thoại cho em. Sáng nay có lịch học trực tuyến, cậu nhớ học nhé. Tình huống 2, xe cứu hỏa vừa nháy đèn, vừa hú còi khi làm nhiệm vụ. Em hãy suy nghĩ lần lượt 2 câu hỏi sau cho mỗi tình huống trao đổi thông tin ở trên. 1. Bên gửi thông tin là ai hay là gì? 2. Bên nhận thông tin là ai hay là gì?
Các em cùng suy nghĩ trả lời. À, ở tình huống 1, bên gửi thông tin là bạn em. Bên nhận thông tin là em. Ở tình huống 2, bên gửi thông tin là xe cứu hỏa. Bên nhận thông tin là mọi người xung quanh. Vậy thì trao đổi thông tin là gì? Trao đổi thông tin là gửi thông tin tới bên nhận và nhận thông tin từ bên gửi. Vậy các bước trong hoạt động thông tin của con người được thực hiện như thế nào? Các em quan sát hình sau. À, nhìn vào hình này thì các em thấy con người thu nhận thông tin từ thế giới bên ngoài, rồi xử lý thông tin, rồi ghi nhớ và lưu trữ thông tin, trao đổi thông tin. Và bộ não người là trung tâm trong hoạt động thông tin. Cô ví dụ như sau. Khi tham gia giao thông, nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, em dừng lại và nhắc các bạn cùng chấp hành. Thì đây là một hoạt động thông tin của con người. Vậy thì thông tin và hoạt động thông tin có vai trò quan trọng như thế nào? Các em cùng tìm hiểu qua hai tình huống mô tả sau. Tình huống 1, tấm biển ao sâu rất nguy hiểm. Tình huống 2, tấm biển đề cấm hút thuốc ở trạm xăng dầu. Nếu không có thông tin cảnh báo như vậy thì hậu quả có thể là gì? Các em cùng suy nghĩ và trả lời. À, ở tình huống 1, nếu không có thông tin cảnh báo như vậy thì hậu quả sẽ là có người tắm ao và dễ xảy ra chết đuối vì không biết được đó là ao sâu và nguy hiểm. Ở tình huống 2, nếu không có tấm biển đề cấm hút thuốc ở trạm xăng dầu thì sẽ có rất nhiều người không biết và sẽ hút thuốc ở trạm xăng dầu. Và hậu quả là nguy cơ xảy ra cháy nổ rất là cao. Như vậy các em thấy hoạt động thông tin thì diễn ra thường xuyên trong cuộc sống. Và nếu thiếu thông tin thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Với các kiến thức mà các em vừa học, các em làm cho cô bài tập sau đây. Có những cách nào để lưu trữ thông tin trong những trường hợp sau? Và khi lưu trữ, em có loại dữ liệu gì? 1. Em muốn ghi lại lời giảng của giáo viên. 2. Em đi du lịch với gia đình đến Đà Lạt, muốn khoe với bạn biết các loài hoa, đặc biệt là hoa dã quỳ, trông như thế nào. 3. Em học tiếng Anh, muốn có mẫu phát âm của giáo viên để luyện theo. Các em suy nghĩ và trả lời. Cô gợi ý như sau. Em muốn ghi lời giảng của giáo viên thì em có thể thực hiện bằng cách là ghi chép vào vở và dữ liệu ở đây là dạng chữ và số. Hoặc em có thể ghi âm lời giảng của cô và dạng dữ liệu ở đây là dạng âm thanh. 2. Em muốn khoe với các bạn các loài hoa thì em có thể chụp ảnh hoa và gửi cho các bạn. Dữ liệu ở đây là dạng hình ảnh. 3. Em muốn có mẫu phát âm của giáo viên thì em có thể ghi âm cách phát âm của cô giáo. Và dạng dữ liệu ở đây là dạng âm thanh. Như vậy là các em vừa học xong bài 2, lưu trữ và trao đổi thông tin.
Thì đây là nội dung chính của bài học. Các em ghi vào quyển vở cho cô để các em hiểu bài hơn và nhớ bài hơn. Về phần hướng dẫn tự học, các em hiểu được các nội dung của bài 2, ghi nội dung chính bài học vào quyển vở và làm bài tập dưới đây vào quyển vở cho cô. Bài 1, xét tình huống. Cô giáo đang giảng bài, em nghe và ghi bài vào vở. Trong các câu sau thì câu nào đúng? Các em suy nghĩ và làm vào quyển vở.